Thưa quý vị, 100 triệu euro là số tiền mà câu lạc bộ bóng đá Real Madrid vừa chi để có trong tay danh thủ xứ Wales Gareth Bale. Với mức giá chuyển nhượng này, Gareth Bale đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Sau một mùa tuyển dụng, làng bóng đá thế giới lại có thêm một kỷ lục mới. Danh thủ Gareth Bale đã đầu quân cho câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 100 triệu euro. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một cầu thủ có giá chuyển nhượng cao đến như vậy. Thật sự tuyệt vời khi được ở đây, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Hy vọng trong tương lai, tôi sẽ cùng câu lạc bộ của mình thành công hơn nữa và đạt danh hiệu cúp châu Âu lần thứ 10. Số tiền chuyển nhượng phần lớn về túi câu lạc bộ Tottenham Hotspur, đội bóng cũ của Gareth Bale. Gareth Bale ký với Real Madrid hợp đồng 6 năm, lương 300.000 bảng Anh một tuần. Rõ ràng, với mức đãi ngộ này, Gareth Bale không thể không hài lòng với nơi mình vừa đầu quân. Người hâm mộ đội bóng Real Madrid tỏ ra rất hào hứng với tân binh có giá đến 100 triệu euro Gareth Bale. Anh ấy sẽ tiếp tục chơi tốt như vậy, đó thật sự là một cầu thủ đẳng cấp và đáng để kỳ vọng. Vụ chuyển nhượng này rất quan trọng vì Bale là một cầu thủ cực tốt. Mặc dù số tiền bỏ ra lớn, nhưng Real Madrid tự tin sẽ thu hồi vốn và sinh lãi nhanh chóng. Còn nhớ năm 2009, sau khi chi đến 94 triệu euro mua danh thủ Cristiano Ronaldo, thì chỉ vỏn vẹn một năm sau đã hồi vốn. Năm ngoái, doanh thu của Real Madrid tăng lên khoảng 180 triệu euro. Real Madrid dự định sẽ bán 1,6 triệu áo của tân binh Gareth Bale với giá tầm 60 euro một cái.